Mục tiêu tổng thể của dự án là cải thiện sinh kế và chất lượng cuộc sống của người dân nông thôn Việt Nam thông qua khai thác các lợi ích về kinh tế, xã hội và môi trường từ công trình khí sinh học quy mô hộ gia đình, đồng thời phát triển một ngành khí sinh học bền vững theo hướng thị trường. Các mục tiêu cụ thể đóng góp vào mục tiêu tổng thể này gồm ngăn ngừa và giảm thiểu ô nhiễm môi trường do chất thải chăn nuôi, tạo nguồn năng lượng sạch và rẻ tiền cho người dân nông thôn, cung cấp phụ phẩm từ công trình khí sinh học cho trồng trọt, chăn nuôi, hình thành các tổ chức kinh tế xã hội chuyên nghiệp về khí sinh học và xây dựng ngành khí sinh học bền vững theo hướng thị trường, được hỗ trợ bởi các doanh nghiệp độc lập. Cho đến cuối năm 2011, dự án đã hỗ trợ xây dựng trên 114.000 công trình khí sinh học, đào tạo 807 kỹ thuật viên tỉnh và huyện, 1.398 đội tự xây khí sinh học và tổ chức hàng ngàn hội thảo tuyên truyền và tập huấn cho hàng trăm ngàn người sử dụng khí sinh học. Từ đầu năm 2011, dự án rút ra khỏi 12 tỉnh do trùng với tỉnh thuộc dự án khí sinh học mới của ADB, đó là các tỉnh, thành phố Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Giang, Vĩnh Phúc, Hải Dương, Phú Thọ, Yên Bái, Thái Nguyên, Sơn La, Lâm Đồng, Bến Tre và Tiền Giang. Hầu hết, đây là những tỉnh tham gia dự án từ những ngày đầu, luôn đặt chỉ tiêu xây dựng cao hàng năm nhờ nhận thức của người dân ở các tỉnh này về lợi ích khí sinh học, được tăng cao qua công tác tuyên truyền sâu rộng của dự án, chất lượng tốt của các dịch vụ kiểm tra chất lượng đào tạo. Việc chương trình rút ra khỏi các tỉnh này là tạo điều kiện thuận lợi cho công tác triển khai khí sinh học của dự án ADB, tránh sự trồng chéo hoạt động của các dự án khí sinh học trên cùng một địa bàn, đồng thời mang lại sự tối ưu cho người sử dụng. Kết quả xây dựng năm 2011 và kết quả tính đến hết tháng 12 2011, trên toàn dự án đã có 15.678 công trình đã hoàn thành xây dựng, đã được nghiệm thu và trợ giá đạt 101% kế hoạch điều chỉnh. Bằng kết quả này, tính từ năm 2003 cho đến nay, dự án đã hỗ trợ xây dựng được 114.227 công trình khí sinh học. Kết quả công tác quản lý chất lượng. Cấp trung ương đã trực tiếp đi kiểm tra tại 22 tỉnh thành thông qua 22 chuyến đi thực địa. Kết quả là có 88 công trình xây dựng và 282 công trình đã hoàn thành xây dựng được thăm và kiểm tra đạt 106% theo kế hoạch đặt ra. Một yêu cầu mới đối với các công trình khí sinh học thuộc chỉ tiêu năm 2011 là phải có gắn thêm biển tên công trình. Ngoài yếu tố kiểm tra chất lượng công trình, trong các chuyến đi thực địa, đoàn kiểm tra đánh giá các công tác quản lý hồ sơ và tư vấn kỹ thuật của kỹ thuật viên, thợ xây của dự án. Nhờ cải thiện đáng kể về công tác tư vấn nên có đến 89,1% hộ dân hài lòng với kích cỡ công trình và số lượng công trình có chất lượng kém chỉ còn là 5 công trình. Một số tỉnh chưa thực hiện kiểm tra là Hậu Giang, Điện Biên, Tây Ninh, Bạc Liêu vì số công trình hoàn thiện không nhiều. Dự kiến các tỉnh này sẽ được Ban Quản lý Dự án kiểm tra và hỗ trợ trong năm 2012. Việc phân quyền về công tác quản lý chất lượng cho các tỉnh đã thể hiện đi đúng hướng. Cụ thể, trong năm 2011, Ban Quản lý Dự án đã không cần phải đi kiểm tra ở nhiều tỉnh được đánh giá là tốt nhưng vẫn hoàn thành được mục tiêu. Tỷ lệ công trình đạt chất lượng tốt là 45,8%, tăng 5,8% so với năm 2010. Công tác nghiệm thu và trả trợ giá đã thực hiện từ tháng 3, sớm hơn 2 tháng so với năm 2010. Điều này đã giảm áp lực giải ngân ở cấp trung ương vào tháng 12 so với các năm trước. Căn cứ vào các chuyến kiểm tra hiện trường và báo cáo gửi về văn phòng dự án cấp trung ương, thì số công trình mà cấp tỉnh đã kiểm tra được tính đến tháng 12 2011 là 2.287, đạt 88% của kế hoạch điều chỉnh. Trong đó có 1.039 công trình đang xây dựng được kiểm tra, đạt 6,7%, và 1.322 công trình đã hoàn thiện được kiểm tra, đạt 8,5% của tổng số công trình xây dựng thực tế. Hầu hết các văn phòng dự án tỉnh đã lưu trữ hồ sơ theo quy định và dễ dàng tra cứu. Một số tỉnh làm rất tốt việc này là Hưng Yên, Thái Bình, Nghệ An, Hà Tĩnh, Bình Định, Long An, Bà Rịa Vũng Tàu. Hoạt động tuyên truyền và tiếp thị góp phần quan trọng trong việc phổ biến thông tin dự án và thúc đẩy sự phát triển của ngành khí sinh học theo định hướng thị trường. Kênh truyền thông đại chúng qua báo hình tiếp tục thể hiện rõ vai trò là một trong những công cụ chính trong truyền thông và tiếp thị trong dự án tới đông đảo khán thính giả. Đài Truyền hình Việt Nam đã phát sóng các thông tin về hoạt động của dự án và sự kiện trên kênh VTV1, VTV2, Info TV, Hà Nội TV. Các sản phẩm truyền thông như phóng sự hay đối thoại cũng được hoàn thiện và phát sóng trên kênh Đài Truyền hình Việt Nam.
Năm 2011, Văn phòng Dự án cấp Trung ương đã phối hợp với Đài Tiếng nói Việt Nam thực hiện và phát sóng các chương trình gồm cả bài đọc và kịch truyền thanh với nội dung sâu sắc, gần gũi với người nghe. Tổng số 2.915 bộ đĩa CD đã được phân phát cho các tỉnh, thành phố trong năm 2011. Dự án đã cập nhật thông tin số liệu và sản xuất bổ sung các chương trình kịch truyền thanh lên 15 chương trình để phát cho các đơn vị dự án năm 2011 và tiếp tục lên sóng đầu năm 2012. Có thêm 11.694 bộ đĩa VOV được sản xuất để phục vụ cho phát thanh tuyên truyền ở cấp cơ sở như qua hệ thống phát thanh cấp huyện, xã cho năm 2012. Bộ tài liệu tuyên truyền gồm tờ rơi công nghệ khí sinh học, tờ rơi an toàn và sổ tay người sử dụng đã được cập nhật và bổ sung nhằm nâng cao chất lượng thông tin. Tổng số 40.000 tờ rơi công nghệ khí sinh học, 40.000 cuốn sổ tay sử dụng khí sinh học và 40.000 tờ rơi an toàn đã được in và phát cho các tỉnh để cung cấp cho các hộ dân, đã hỗ trợ 10.000 bản mỗi loại cho Hiệp hội Khí sinh học Việt Nam. Về hoạt động đào tạo, nhằm xây dựng năng lực cho tuyến tỉnh và nâng cao tỉnh làm chủ các văn phòng dự án tỉnh trong tổ chức tập huấn kỹ thuật viên tuyến huyện và đội tự xây khí sinh học, Ban quản lý dự án đã tổ chức 3 khóa tập huấn giảng viên khí sinh học tại Hà Nội, An Giang và Bình Định cho tổng số 64 giảng viên nguồn, 3 nữ và 61 nam. Tổng số 3.000 cuốn tài liệu tập huấn kỹ thuật viên đã được hoàn thiện và phân phát cho tất cả văn phòng dự án tỉnh và đội ngũ kỹ thuật viên đang còn hoạt động vào quý 1 năm 2012. Vào quý 4 năm 2011, dự án đã tổ chức chương trình tập huấn nâng cao cho đội ngũ kỹ thuật viên và thợ xây dựng còn hoạt động. Kết quả đã tổ chức được 5 khóa đào tạo 2 ngày, nâng cao cho 105 kỹ thuật viên, 13 kỹ thuật viên tỉnh và 92 kỹ thuật viên huyện, và 5 khóa đào tạo 3 ngày nâng cao cho 99 thợ xây khí sinh học của 20 tỉnh. Các khóa tập huấn nâng cao cho đội thợ xây đang còn hoạt động đã cung cấp thông tin mới nhất về dự án, cách thức sửa chữa các lỗi thường gặp trong quá trình quản lý chất lượng và chia sẻ các kinh nghiệm xây dựng thiết bị khí sinh học và thông tin dự án, bao gồm giới thiệu về tiêu chuẩn vàng trong thị trường carbon tự nguyện, những lợi ích và yêu cầu đối với dự án, hướng dẫn nghiệm thu, chia sẻ kinh nghiệm trong việc tiến hành quản lý chất lượng và cung cấp dịch vụ trợ giúp kỹ thuật cho các hộ dân. Tập huấn kỹ năng bán hàng hiệu quả cho đội thợ xây tiềm năng tiếp tục được thực hiện trong năm 2011. Hai lớp tập huấn 3 ngày cho 31 thợ xây được tổ chức trong tháng 12 năm 2011. Dự án đã tổ chức được 4 khóa tập huấn kỹ năng bán hàng hiệu quả cho 65 thợ xây cho các đội thợ xây tiềm năng dựa trên sự lựa chọn của các tỉnh, nhu cầu tập huấn của thợ xây và số lượng công trình xây dựng trung bình trên một tháng. Trong năm 2011, Ban Quản lý Dự án chú trọng việc tóm tắt các kết quả nghiên cứu đã thực hiện từ những năm trước nhằm đưa ra các khuyến nghị thiết thực cho sản xuất nông nghiệp có liên quan tới công trình khí sinh học. Các thành tựu nghiên cứu sử dụng phụ phẩm trong trồng trọt, kết quả hội thi sáng tạo về công nghệ khí sinh học trong khuôn khổ của giải thưởng năng lượng bền vững ASDEN đã được tóm lược và xuất bản thành các tờ rơi khuyến khích người sử dụng khí sinh học áp dụng các kết quả này. Tổng số 3.000 tờ rơi ứng dụng kết quả nghiên cứu và phát cho các hộ dân sử dụng khí sinh học, Văn phòng Dự án cấp Trung ương, Ban Quản lý Dự án hợp tác với các đơn vị nghiên cứu, tư vấn chuyên nghiệp để hoàn tất 3 nghiên cứu như sau. Nghiên cứu đánh giá hiệu quả giảm ô nhiễm không khí tại nơi đun nấu nhờ sử dụng khí sinh học. Nghiên cứu sử dụng nước xả khí sinh học cho ao cá thương phẩm, đánh giá công trình khí sinh học quy mô hộ bằng vật liệu composite. Dự án đã khuyến khích các tỉnh chuẩn bị đề xuất kỹ thuật cho các đề tài chuyển giao công nghệ ứng dụng phụ phẩm và sử dụng khí sinh học. Theo đó, có 8 bản đề xuất từ 5 văn phòng khí sinh học tỉnh được trình lên. Sau khi xem xét đánh giá, Ban Quản lý Dự án đã phê duyệt được 3 đề tài như sau. Sử dụng khí sinh học cho máy ấp trứng gia cầm và úm gia cầm con thay thế hoàn toàn điện năng tại huyện Hoàng Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Sử dụng phụ phẩm khí sinh học bón cho cây lúa vụ hè thu năm 2011 tại phường Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh. Ứng dụng phụ phẩm khí sinh học giảm chi phí phân bón trong sản xuất thâm canh bắp lai vụ hè thu. Với sự hỗ trợ của Ban Quản lý Dự án, 3 đề tài đã được triển khai đúng tiến độ, có kết quả tốt và dự kiến sẽ được nhân rộng trong năm 2012. Kế hoạch ngân sách năm 2011 được điều chỉnh vào tháng 9 nhằm phù hợp hơn với tiến độ dự án. Các định mức hàng năm được cập nhật theo quy định của Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và Nhà tài trợ.
Năm 2011, dự án nhận được sự hỗ trợ và tạo điều kiện của Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và các ban ngành liên quan cùng nhà tài trợ SNV. Vì vậy, vốn đối ứng, vốn ODA được cấp đầy đủ, tạo điều kiện cho dự án triển khai các hoạt động được kịp thời. Để đảm bảo hoạt động tài chính minh bạch và tuân thủ theo đúng quy định của nhà tài trợ, dự án tiến hành hoạt động giám sát và hướng dẫn hoạt động tài chính cho các tỉnh bằng cách kiểm tra báo cáo hàng tháng, hàng quý, thông qua hội thảo và giám sát tại thực địa tại một số tỉnh như Vĩnh Phúc, Hà Tĩnh, Quảng Ngãi và Đắk Lắk. Ngoài ra, SNV cũng tiến hành thường xuyên công tác kiểm tra hàng quý và cung cấp các tư vấn tài chính kịp thời cho dự án. Chương trình khí sinh học châu Á thuê ngoài công ty kiểm toán độc lập PVKC kiểm toán báo cáo chi phí dự án 2 lần một năm. Ngoài ra, SNV thuê công ty kiểm toán độc lập Deloitte tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính 1 lần một năm theo quy định của chuẩn mực kiểm toán quốc tế. Song song, Bộ Tài chính kiểm tra tình hình tài chính của dự án theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Nhà nước. Định kỳ hàng quý, nửa năm và hàng năm, dự án lập và trình các báo cáo tài chính dự án cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, gồm các nguồn vốn như ODA, nguồn vốn đối ứng trung ương, nguồn vốn đối ứng của tỉnh và nguồn vốn khác nếu có và báo cáo nhà tài trợ. Hội nghị tổng kết dự án năm 2010 và triển khai hoạt động năm 2011 tổ chức tại thành phố Rạch Giá, Kiên Giang vào tháng 3 năm 2011 với sự tham gia của văn phòng dự án 49 tỉnh, thành phố. Các kết quả dự án trong năm 2010 được trình bày và chia sẻ tại hội nghị và định hướng kế hoạch năm 2011 đã được thảo luận, trong đó chú trọng đến công tác phân quyền cho 30 tỉnh trong quản lý chất lượng, nghiệm thu hồ sơ và đào tạo tập huấn. Cuối năm 2010, dự án đã ký hợp đồng với đơn vị tư vấn độc lập để tiến hành điều tra khảo sát người sử dụng khí sinh học. Cuộc khảo sát được tiến hành vào đầu năm 2011 tại 8 tỉnh, thành phố và phỏng vấn 360 hộ nông dân. Hiệp hội Khí sinh học Việt Nam là tổ chức xã hội nghề nghiệp của các cá nhân, tổ chức của Việt Nam tự nguyện thành lập nhằm mục đích hợp tác, liên kết, hỗ trợ và giúp đỡ lẫn nhau trong việc phát triển nghề nghiệp và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các hội viên trong các hoạt động thuộc lĩnh vực khí sinh học, giữ vai trò cầu nối giữa các cá nhân, tổ chức thuộc lĩnh vực khí sinh học với các cơ quan nhà nước trong đóng góp ý kiến về việc hoàn thiện hệ thống thể chế, chính sách. Hiệp hội sẽ là diễn đàn để toàn thể những cá nhân và tổ chức gặp gỡ, chia sẻ và đoàn kết lại vì một khối thịnh vượng chung và vì một khối khí sinh học Việt Nam phát triển, mang lại nhiều lợi ích hơn nữa cho đời sống kinh tế xã hội của người dân Việt Nam. Qua nội dung báo cáo kết quả chi tiết các hoạt động ở phần trên đã cho thấy, hầu hết các hoạt động và mục tiêu đề ra trong kế hoạch năm 2011 đã được hoàn thành. Có được thành công này là do sự quan tâm của lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Cục Chăn nuôi đối với các hoạt động của dự án, sự hợp tác tốt và trao đổi quan điểm giữa nhà tài trợ SNV, các cơ quan trung ương và địa phương, sự tham gia tiếp tục cam kết thực hiện của các tỉnh, sự cố gắng, nỗ lực và làm việc có trách nhiệm của đội ngũ cán bộ văn phòng dự án khí sinh học trung ương và văn phòng dự án khí sinh học các tỉnh.